Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích đối với 14 thanh niên cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đã tham gia chém một thanh niên khác khiến người này bị thương tích nặng. Theo cơ quan điều tra, xuất phát từ việc Trần Quốc Tiến, 16 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, có đăng tải một bài viết lên mạng xã hội Facebook và được Trần Quốc Anh, 18 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Quốc Khánh, 17 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, chia sẻ, nói xấu. Từ đó, giữa ba người xảy ra mâu thuẫn. Ngày 13 tháng 7, Tiến gặp nhóm bạn của mình và vẫn ấm ức vì mâu thuẫn với Quốc Anh, Quốc Khánh chưa được giải quyết. Cả nhóm của Tiến gần 20 thanh thiếu niên, có độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi, cùng trú phường Hòa An đã thống nhất tập trung tại khu chung cư Phước Lý, cầm theo hung khí chuẩn bị từ trước, đến nơi làm việc của Quốc Anh, Quốc Khánh trả thù cho Tiến. Trần Gia Huy, trú cùng địa phương, đã rất tích cực cầm kiếm nhật chém liên tục, khiến Quốc Khánh thương tích 9%. Vật chứng thu giữ được gồm 2 viên gạch, 4 cây kiếm nhật, 2 dao phóng lợn. Khánh được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các đối tượng liên quan khác.